Chào các bác nha, chào mừng các bác đến với video tiếp theo của em. Video này em giới thiệu tới các bác một cái máy chuyên thuyền đánh ngon khỏe và giá thì chỉ hơn 2 triệu thôi. Đấy, thì các bác xem cấu hình máy này. Đấy, nhìn cấu hình máy là các bác biết máy rất là ngon rồi nhá. Đấy, máy này thì em cũng làm trả hàng cho bác khách ở Lai Châu. Đấy, bác về đánh thuyền mức nước 3 mét đổ về. Đấy, thì bác hỏi em có cái máy nào mà giá nó vừa vừa tầm. Đấy thì em giới thiệu bác khách là cái máy 098 Plus này. Đấy, thì các bác có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0961038361 nhé. Đấy, đây là số bán hàng của em. Và các bác có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo, em sẽ tư vấn chi tiết từ các bác nhé. Về cái nội thất của máy này, máy 098 Plus. Đấy, chạy là 16 phét này, bắt rất là đẹp nhá. Đấy, đây là biến áp E55 này, chạy 4 tụ phóng 470W 450V. Đấy, hai cảm E42, 4 tụ băm 5mm. Đấy, hai loa chống ngược và 4 tụ lọc nguồn, làm mát bằng hai quạt. Máy này thì sẽ là cái cò. Đây là cái cò tay điều khiển nhé. Đấy, thì các bác có thể thấy thì đây là hai núm, hai nút chỉnh băm sung này, đây là hai nút chỉnh tần số này, còn đây là nút mà đánh mặc định. Đấy, mặc định đánh mắc công suất, còn đây là nút đánh theo các chế độ mình cài trên này. Đấy, đây là kẹp của máy này, dây này phía trước này là hai đầu ra vợt. Đấy, thì em test máy luôn các bác nha. Máy rất là khỏe nhá. Thì cái núm chỉnh ở đây thì các bác có thể chỉnh là như cái đây là băm sung này, băm sung thì giải từ 1 đến 20. Đấy, ví dụ các bác đánh cá trắng nhé, đánh cá trắng thì các bác để băm tầm 12. Đấy, còn cái tần số thì sẽ giải từ 1 đến 135. Đấy, thì đánh cá trắng thì các bác để tần số tầm khoảng 90 đến 100, và cái băm sung thì các bác để là 12. Đây, đánh vợt cá trắng nhá. Máy này thì các bác đánh tổng hợp rất là ngon. Còn đây là núm đánh mắc công suất này. Đấy, đánh mắc công suất này. Chế độ tiếp theo thì nếu mà các bác mà đánh ra trơn thì các bác giảm tần số xuống tầm 70 giúp em nhé, và tăng cái độ băm lên tầm 18 đến 20. Đây, đó, rất là khỏe nhé, đánh ra trơn. Máy này thì đánh tổng hợp rất là ngon rồi. Còn nếu mà các bác đánh rô phi thì các bác để tần số tầm khoảng 120, và băm sung thì các bác để tầm khoảng 8 nhé. Đây, này đánh rô phi. Đấy, thì đây là một cái máy mà giá nó rẻ, có hơn 2 triệu thôi, và đánh thì rất là ngon. Đấy, thì các bác có thể là tham khảo cái mẫu máy này nhé. Mẫu máy Samut 098 Plus. Máy này nhà em bán ra có bảo hành sửa chữa 1 năm. Các bác ủng hộ kênh, đăng ký kênh thì em sẽ miễn phí ship toàn quốc tới các bác nhé. Cảm ơn các bác.